R. Đi đến một trên một phụ cửa đường ấy, bắt mình cắt. Anh có đi một phụ cửa đường được đâu có mãi nhá. Em sợ, à, là em sợ em khóc đó. Đó. Mình... Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.